Xin chào các bạn nhé. Nay là sáng sớm, mình ra cắt chuỗi vào, chuỗi trên cây luôn. Vào thứ nhất là thờ, thứ hai là ăn. Đây, cây này dùng tháng này nha các bạn. Và mình dùng cái cây này này. Đấy, khỏi là bị nó dập quả. Đấy, mình dùng tháng mình leo lên đây. Đây, thò vào đây mình cắt nhé. Thì đương nhiên là khi mình quắt là mình không có quay được, do mình một mình nhé. Để mình sẽ tắt điện thoại nhé các bạn. Nào, mình cắt xong mình quay cho các bạn. Đó, đây là cái chuỗi. Rồi, rồi đây là thành quả của mình này, sau khi mình cắt này. Đấy, cái này là chút nữa bị một con sóc nó ăn. Đây, mình cắt được 4 buồng. Giờ là rửa nha các bạn. Đây, voi đây. Đây, rửa xong là thờ. Quả rất là mập. Wow, đất nhà mình rất tốt cho nó mập to luôn. Trời. Đấy, thành quả buổi sáng 4 nải. Xin tạm biệt các bạn nhé.